Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay là tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô đất có cái địa chỉ tại xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 624m², mặt tiền đường là 12m, đi sâu vào là 52m và có 140m đất thổ cư. Và từ vị trí này thì chúng ta về tới chợ phía Nam rơi khoảng 1 cây số nhé. Chúng ta về tới trung tâm thị trấn huyện rơi vào khoảng 2 cây số. Và giá chủ nhà đưa ra là 260 triệu một mét anh em nhé. Trước đây khoảng độ là 2 tháng trước thì chủ nhà bán với cái giá là 280 triệu một mét. Nhưng bây giờ chủ nhà cần tiền chỉ bán lại cho chúng ta là chỉ có 260 triệu một mét. Như vậy là ở khu vực đây đã hạ tới 20 triệu một mét rồi anh em nhé. Và xin mời anh em hãy hướng ra màn hình phía trước để mình quay chi tiết lô đất và mình giới thiệu cho anh em. Đây là con đường quốc lộ 14 nhé. Từ vị trí này thì chúng ta về tới chợ phía Nam. Đây, theo ngón tay mình chỉ rơi vào khoảng 1 cây số nhé. Và chúng ta về tới trung tâm thị trấn huyện Chư Sê, rơi vào khoảng 2 cây số nhé. Đây là một mảnh đất thuộc về xã nhưng mà lại giáp danh với thị trấn huyện Chư Sê. Và như anh em nhìn thấy thì khu vực đây là toàn nhà lầu anh em nhé. Đây khu đây gọi là khu nhà giàu. Rất nhiều những nhà lầu ở khu vực hai bên mặt đường. Và cái ranh giới của lô đất này là có cái ranh giới từ cái trụ rào bê tông này và đi sang tới cái cây này là 12m. Và đi sâu vào là 52m và có 140m đất thổ cư. Và lô đất của chúng ta là có cái hướng đông nam nhé. Và đất chúng ta thì rất bằng phẳng đẹp. Đấy, và có cái chiều sâu rất là dài luôn. Đây. Và cái hướng này thì chúng ta đi về Đắk Lắk và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ nhé. Đây là một cung đường cũng khá là thuận tiện, chúng ta có thể đi ra ngoài Bắc và chúng ta có thể đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện. Mình xin nhắc lại cho anh em một lần nữa, lô đất của chúng ta có cái địa chỉ tại xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Tổng diện tích là 624m², mặt tiền đường quốc lộ 14 là 12m, đi sâu và 52m và có 140m đất thổ cư. Và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 260 triệu một mét nhé. Cách đây khoảng 2 tháng trước thì chủ nhà giao bán cái giá là 280 triệu một mét. Nhưng bây giờ chủ nhà cần tiền đã hạ giá cho chúng ta tính như vậy là tới 20 triệu một mét. Thì nếu mà chúng ta nguyên mua 12 mét thì chúng ta đã giảm được khoảng là 240 triệu đấy anh em nhé. 240 triệu là chúng ta nguyên mua nguyên một lô này thì chúng ta đã giảm được 240 triệu rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến bên trong để quay thêm cho anh em xem nhé. Đây miếng đất của chúng ta rất là dài luôn. Dài tới 52m. Đây trong đây là cái ranh giới rõ ràng nhá. Bên này là người chủ nhà rào B40. Còn bên này là tường gạch nhá. Đấy. Và trên vườn thì chủ nhà có trồng chuối anh em ạ. Trồng chuối. Đất của chúng ta thì rất là vuông vức nhá. Rất là vuông vức luôn. Rồi. Đất của chúng ta ra tới cái cây ấy rồi, cây sầu riêng kìa. Cuối vườn chúng ta là có một cây sầu riêng. Vậy là hôm nay mình vừa giới thiệu cho anh em một lô đất có địa chỉ tại xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946980644. Cuối cùng hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất mình đăng trên YouTube nhé.